đây. Không phải, con nói thì sao? Please. Please, nhưng mà con nói mẹ ơi cho con. Mẹ có con. Đúng rồi. Cookie. Cookie. Con này là con gì á? Con không biết. Con không biết. Con này con gì mới nói giờ không biết, con này xảo. Con không biết. Con ladybird. Đây con ladybird, con dưới. Rồi dưới. Bây giờ chơi nhìn vô chơi nói cho cô chú nghe coi bà ngoại tên gì. Vậy con không biết. Xạo, tên gì? Yeah. Bà ngoại tên gì? Yeah. Bà ngoại tên em chay chay của mẹ em ơi. Không, không chứ mẹ Trâm Dèo. Bà ngoại tên gì? Bà Trần, bà Trần Bảy. Đúng rồi, thấy chưa biết mà, ông ngoại tên gì? Ông chưa, không biết luôn. Biết, ông ngoại tên gì? Không biết luôn. Biết mà. Ông ngoại, ông ngoại tên là Dwayne. Dơ à. Không được làm vậy, dơ à. JD, that's nasty. It's blue. Yeah, it's blue. I see it's blue. Nó nói cái đó màu xanh đó, nhưng mà không có được làm như vậy. Chị đi, mẹ nói không có được làm như vậy mà. Thì con làm gì, con gỡ cái mài ghẻ ra đây rồi. Ngồi đàng hoàng. Chị. Không, chị chỉ ngồi đó là cũng được qua chị á. Nhìn thẳng thôi. Chị, ở nhà không ăn. Không chị ăn. Không ăn bánh. À, chị không ăn bánh con cho chị mà chị không ăn hả? À, ngộ ha, sao chị không ăn kỳ ta? Mà chị ăn bánh chị thấy ngon không? Dạ. Mà chị có cảm ơn mẹ chưa? Cảm ơn mẹ. Mà chị có thấy mẹ thương chay không? Con muốn đi xuống vô nhà hả? Đi mẹ bồng con xuống. Con chay bồng xuống. Hả? Ừ. Rồi bây giờ chay sẽ chơi sắp bảng chữ cái nha cô chú nha. Rồi. Sao không biết? Cái đó là con gì? Con đúng rồi, con đó là con o là con rooster. R for rooster. R đâu? No, không phải. Con tìm chữ. Cái chữ này chữ gì? Chữ S. S đâu? S for swan. Con coi cái con swan đâu? Con swan đâu? Đúng rồi. Bỏ vô, bỏ từ từ để kẹt tay. Đúng rồi. Rồi chữ đây chữ gì? U. Đúng rồi, umbrella. Rồi tiếp theo chữ gì? Key, ok, key. Chữ K đâu? Chữ K đâu? Đâu phải. Chữ K đâu kiếm? Đúng rồi. K for key. Go this way. Đúng rồi. Tiếp theo chữ gì? Cái đâu hả? Cái gì vậy? Mệt quá hả? Trời đất ơi, tự nhiên đứng lên trên nhảy một cái có được không? Why? Yo yo. Quay đâu? Lạnh. Gì vậy? Gì giờ này lạnh? Mệt quá hả? Trời làm gì? Sao? Không chơi nữa hả? Enough rồi hả? À, nó nói đủ rồi đó. Mẹ ơi đủ rồi. Không chơi nữa. Nãy giờ chơi mấy lần rồi đó. Giờ tới làm biến chơi rồi. Làm biến chơi là nói enough. Enough. Hôm nay là một ngày trời nóng, quá nóng. Ngồi ngoài đây mà nó nóng như bị Việt Nam luôn á. Da mà rít luôn á. Nhưng mà mẹ chay vẫn không mở máy lạnh. Nóng ghê. Mẹ mở đâu? Cái này hả? Cái này mở đây nè. Đó. Ồ. Quá trời chơi. Quá trời chẹo, quá trời đồ chơi, đúng rồi. Quá trời chẹo, quá trời chẹo. Trời ơi, trời mừng kìa. Quá trời chẹo, đứng lên mừng nhảy chân sáo kìa. Không có ăn đâu nha. Trời, kẹo mà cũng, để mẹ mượn cái. Kẹo mà cũng có vụ kẹo. Kẹo organic pop chứ. Không, bây giờ là không ăn kẹo, biết ăn gì không, ăn kem. Đó cô chú ơi, chay cái này chay ăn kem nữa nè cô chú ơi. Chay cảm ơn mẹ chưa? Dạ. Ngon con. Mẹ mập luôn. Không, mẹ mập luôn rồi. Mời cô chú chưa? Chú mời cô chú ăn kem. Muốn cả ăn kem. Đúng rồi, trời. Không, mẹ không ăn đâu, mẹ không ăn. Mẹ mập red. Đúng, màu red, đúng rồi, ngồi xuống đi con. Mẹ mập red. Hôm nay trời lại nóng. Nóng còn hơn hôm qua nữa. Nên là mình phải ăn một cái kem để cho mình
hạ nhiệt hết chứ hả? Cho nó đi hạ nhiệt. Đúng rồi. Đâu cho nó cho cô chú nghe coi bà ngoại tên gì á. Lạnh quá hả? Ngoại tên gì? Ngoại tên gì? Nói cô chú nghe coi ngoại tên gì? Chay. Ngoại con tên gì? Ngoại tên em Chay Chay của bạn ơi. Chứ tên gì? Mẹ tên Ngọc. Ngoại tên Ngọc hả? Dạ. À, rồi vậy mẹ tên gì? Ủa về ngoại tên gì? Mẹ Cương Ngọc. Thôi xạo quá. Ngoại tên gì? Ngoại tên Vincent. Dạ. Đúng không? Dạ. Ngoại tên Ba Huy. Đúng luôn à. Ngoại tên Duane. Ngoại tên Bảo. Phải không? Phải ngoại tên Bảo không? Ừ. Bà ngoại tên Ngân. Bà ngoại tên Julia. Phải không? Bà ngoại tên em bé. Phải không? Phải không? Ngoại tên em bé không? Ngoại tên em chơi chơi của mẹ em ơi. Nó mệt quá, chơi xạo quá, không cho nó ăn kem nữa đâu. Nó không biết tên bà ngoại nó thôi chứ sao ăn kem chừng. Biết tên ngoại không? Ngoại tên gì? Nói cô chú nghe coi ngoại tên gì? Trời ơi, ăn kem ngon lành không? Ice, đúng rồi. Ice là nước đá đó con, là đá đó. Nước đá lạnh. Nước đá lạnh, đúng rồi. Chị cắn vô chị có thấy lạnh không? Mà ngon không con? Cái này là đàng hoàng, có để lại sẹo nè. Cái chân chị bị đau đâu, chỉ mày coi. Chân bị đau đó à? Ôi, bị hai vết đau luôn á. Ôi, cái chân này cũng bị đau luôn hả? À, không phải, không có. Ngon không đó cô chú nghe đó, cô chú coi chạy chân chạy bị đau nè. Nó bị đau đây, bị đau đây. Chân này đâu có đâu. Ngon ăn còn nhịp giò nữa nè. Con nói cô chú nghe coi kem, cái kem tiếng Anh đọc là sao? Kem kem ice cream. Đúng rồi, kem tiếng Anh đọc là ice cream, đúng rồi. Giỏi dữ vậy trời. Bu bu nè. Bu bu nè, đúng rồi. Té outside. Con té outside, đúng rồi, con té ở ngoài. Trên vòng vòng. Hả? Con quay vòng vòng quá hả? Dạ. Con quay vòng vòng, con bị té, đúng rồi. Mà tối á, tối con thích ngủ với ai? Okay, với mẹ. Với mẹ hả? Làm sao vậy? Ngủ ba nữa. Không ngủ ba nữa hả? Làm sao vậy? Sao không ngủ với ba? Ba buồn, ba hốc hôn quá. Mà sao con thích ngủ với mẹ? Kể chuyện ghê ghê. Mẹ kể chuyện ghê ghê hả? Mà mẹ kể chuyện ghê ghê làm sao? Hồi nãy. Hồi nãy hả? Mẹ lúc nào mẹ cũng bắt đầu bằng cái chữ hồi nãy phải không? Ừ. Hồi nãy sao? Rồi mẹ kể chuyện ghê ghê, mẹ còn kể chuyện gì nữa? Ice. Mẹ còn kể chuyện gì nữa? Chuyện gì nữa? Chuyện ghê ghê rồi chuyện gì nữa? ABC Spider. Trời ơi con ngồi kìa. Trời, coi được không? Coi được không? Trời đất ơi, con ngồi ăn kem nè. Rồi còn chỉ chuyện gì nữa? Chuyện bà già bắt con nít. À, chuyện bà già bắt con nít. Hello, 1637B. Thank you. Have a good day. You too. Đó, cô chú thấy mẹ chay mới mua cho chay đôi giày đẹp chưa? Để cho cô chú coi, lại đây, lại đây. Đâu ạ? À?
Wow, vàng đẹp quá. Giỏi. Trời ơi, đẹp dữ rồi ta. Đây mẹ coi coi. Hỏi cô chú thấy mẹ mua cho chị đôi giày đẹp không? Trời ơi, coi cho nó ngồi đó, nó sắp đồ đó có được không? Chay, con có thích giày mới của con không? Giày đó giày Mickey Mouse đó cô chú. Mẹ chay rất là thích cái giày hiệu này. Giày hiệu này thấy nó hay hay làm sao. Cái này là gọi là Malisa gì đó. Ê. Đừng đừng, ai chơi đạp đuôi hả? Rồi tự nhiên có giày mới cái là lấy giày mang vô coi được không? Quá sức tưởng tượng luôn. Không biết cái chai nó đi, chai mở không nổi. Chai mở cửa không nổi, cửa nặng lắm. Mà sao con sắp mấy cái này lên đây chi vậy? Nó thích sắp vậy nè cô chú nè. Nó thích sắp thành hàng vậy đó. Sắp thành hàng đúng rồi. Trời ơi, đẹp quá. Đây nè, để cho cô chú nào muốn biết cái hiệu giày đó hiệu gì mà muốn mua cho con mình á, gọi là Mini Melissa. Đó, giày. Không mà bye bye mẹ ơi. Nó ghê nè, giày dài chắc lại con. Giày dài chắc lại. Chắc lại mình đi nó mới vui. Đi mới. Nó tự mang đó cô chú. Trời ơi. Cho mà hỏi ngoại coi, ngoại thấy giày con đẹp không ngoại? Ừ, ngoại ơi, thấy đẹp không ngoại? Ôi, đất ơi. Ê, cháy con cóc rồi cháy. Trời, mẹ mới thấy con cóc luôn á.